Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và bây giờ thì Khải tiếp tục làm series boss sát thủ nè. Ui, sao rồi quên cầm nó hút rồi. Cầm nó này tốn máu, tốn mana. Từ từ, hãy nhận xong rồi tính tiếp. Trang Minh Trung, Trang mời đến ngựa rồi. Trang Minh Trung. Giờ thấy cái nỏ hút vào nè. Này không uống được. Rồi, thấy như thầy nó hút ạ. Thầy nó hút vào ạ. Rồi, cánh bánh rồi. Gì đây? Tí máu nữa. Ôi, một cái chì. Một viên tử thủy tinh. Ngon. Ok, một chì, một tử thủy tinh này nè em ơi. Nằm chân rồi. Cái người bánh các kiểu rồi, thành xui thôi. Tiếp tục là Trang Minh Trịnh cho cứu nhận. Trịnh cứu nhận, Trịnh cứu nhận. Xem mới bảo chi nữa hả? À đâu? Mới butter xong cũng thấy. Trình cứu nhận em ơi, con thứ hai. À, đời bot. Mới vô được 200 xu thấy ngon rồi. Một đao. Đây đây đây. Tiếp tục con thứ ba. Rồi, dứt dạ với nhân, nhanh gọn. Nhật đô, nhật đô, nhật đô. Ôi chết rồi. Nãy đỡ xe nhiệt độ luôn á, vãi nồi anh em ơi, để chút một chút. Trời ơi, xe nhiệt mớ đồ này, đỡ được khả chuyển mớ đồ qua. Đây nè, áo nè, ngọc bội nè, ngọc bội nè. Rồi đây. Bên này quên tắt auto nè, nó nhận mớ đồ nè. Chuyển hết lần rồi bói. Không nguy gờ đấy. Ui, bữa này mới đổ này nè mày. Từ nha. Ở đây từ từ. Để lần này cho nó đánh rồi bó đồ. Bên con nghe mày nhặt cho một mớ nữa nè. Này chú sợ bá. Chú sợ bá hồi một.
chú sợ bác. À, về bó đồ anh em ơi, về bó đồ nghe ạ. Chu sợ bá nón chọn nó 18 nón sinh lực số lô 2 cùi vai ngọc bội. Ok, ba đồ chung chung luôn em ơi, không có vip. Rồi tiếp tục. Một nón một áo. Rồi để giao diện đồ nghe mi này. Nghe mi nhận được mô đồ này. Áo nè, áo nè. Đai nè. Ôi xa, tổng rác rồi. Chúc gia truyền mộng 16 cái gã là 30. Được kháng lôi rồi này mày. Được kháng lôi cao này. Được kháng lôi cao thôi. Đây. Dì dì dì. Tiếng cúc xong nha. Tiếng cúc xong nè. Nè bói nè. Áo nè. Nón nè. Đây nè. Đó được kháng lôi 22 rồi. Không có kháng cả. Đó. Ôi. Rồi. Được ba kháng chung chung luôn. Rồi qua phường Thường Nam rồi. Khó làng rồi. Bốn con rồi nha, bốn con rồi nha. Trong vòng 5 phút giết được bốn con rồi nha. Giờ đi không có ai nào đánh nhanh nhanh này. Khó làm. Ok, vệ Bình Thành. Úi dạ. Dạ, dạ. Đồng này không ai đánh nữa là cho xong luôn em. Đây, soi sẽ đổi cho em xem. Xem bánh 13. Từ từ, chưa vô bờ trời. Đây anh em. 3 này. Đó, vẫn như cũ rồi. Lên được cái áo 1%. Xem bánh 13. Tiếp tục. Mọc mọc mọc. Bên kiếm miếng này hả? Kiếm miếng này dùng được 3 ạc anh em ơi. Được 3 ạc. Còn ai kia là khả giết tay á. Ok tiếp tục. Ai kia là khả dùng 1.9. Chúng vào cùng một bang á, vào cùng một bang thì dùng được 5 mạc luôn. Nếu vào cùng một bang, tại vì bên server này là không có cấm bên ngoài kéo xe, bên ngoài kéo 5 mạc bình thường, nhưng mà phải vào cùng bang. Tên chỉ ổn. Ồ, không ai ghét đánh nhanh này em ơi. Tên chỉ ổn. Tờ giấy bán đồ á. Tình chỉ ổn. Đây, soi cho anh em xem. Đào. Đồ, độc sắc dùng 1. Quên dùng 2 anh em. Dùng 1 cũng bán rồi. Nói, trời nón. Áo trường hóa. Đủ áo trường hóa kháng lôi cao. Phải nồi. Bán đồ phôi thôi. Đào. Ngọc bội. Ngọc bội cũng cùi vãi. Ok, nó nhiệt độ.
đồ áo này nè, không có phục hồi, đồ áo này phục hồi nó có tiền ấy. Áo, ôi áo rác nữa, đai. Thôi tiếp tục, đây đây đi. Da cá kinh hồng. Giờ bán đồ. Áo khăn lô sẽ được cao. Shop. Bao tay 17 shop lô. Cái đào dòng 2 nè. Áo này chắc là shop luôn đi. Không ai dòng phôi dòng 2 đâu. Shop. Thì đai. Đang lôi bài số rồi, tiếp tục. Chưa hết là 6 con rồi em ơi. 6 con chưa được gì. 6 con phun mì mánh, 6 mì mánh 13 mà chưa được gì VIP. Rồi con này con thứ 7. Đúng rồi, nó cứ cùi bán cho được. Rồi tiếp tục đấy. Còn 7 rồi, 7 con rồi. Xong này đến đường môn Khải Sang nha em. Xong này đến đường môn Khải Sang nha. 7 con này. Cố thủ đây. À, con cuối cùng của đường môn. Quên con cuối cùng của Thụy Yên. Con cuối cùng của Thụy Yên. Con này toàn mọc, nãy giờ toàn mọc này mày. Kiếm như chuyện hắn cá mọc mà cũng chua nhỉ. Kiếm cái mày mánh rồi. Chua quá. Con cuối cùng rồi em ơi. Đụ như là hết mana sao vậy. Ây da, thi hết mana vậy rồi. Ôi có một ngọc bội, một áo. Ra. Một áo này rồi, hai áo nữ. Ồ, toàn rác thôi. Ok, xong 8 con. Bây giờ tiếp tục bói hai con cuối cùng. Quên bói mấy cái đồ cuối cùng này là gì đây. Áo. Giày. Sốt luôn. Không có gì. Ok. Làm mấy lần bài boss em ơi. 4 con, 6 con nè. Giờ ba lần hiện quốc sống lần bài boss đi. Đang thời gian rảnh này, quốc sống một lần bài boss luôn, xong rồi đánh con ạc đường môn. Giờ sang ạc đường môn em ơi. Mới làm mấy lần bài boss mà cũng chẳng có gì. Nên là cũng khỏi quay luôn. Đây đây đây, Hà Sinh Vong, ok man. Ok, dứt. Con này sẽ là bánh 8 thôi nè. 3, 2, 3. Ui dạ, uống đâu phải nổi. Xe đâu bốc quá. Anh Khải trời nắng vậy, cơm anh ngày mấy bữa sao anh mặc vậy, vãi mà vậy. Ngày anh 3 bữa nè em, sáng trưa chiều tối. Không biết nữa em ơi. Nếu như Khải không ở server mới, Khải hoạt động server này mà.
Thôi anh may mắn nè, quá tưởng là ước mơ thầy giáo muốn đâu quá. Quá tưởng nè, ước mơ thầy giáo tăng 10% may mắn nè, 20 phút. Ủa dạ, đâu ui, có cây vũ khí, có cây vũ khí, 2 cây vũ khí. Ui, what the hell, lần này 3 cây vũ khí lần này, phải nồi chưa. Ui cha, con này có vẻ ngon nha. 3 cây vũ khí, wow. Tóc bằng sát các kiểu vậy. Ok, xuống con khác là bỏ đồ cho anh em xem. Tóc bằng sát các kiểu vậy, 3 cây vũ khí thủy, vãi nồi. Thôm. Đừng mong đeo rồi anh em, đừng mong đang đeo mấy bánh 8 rồi. Với lại quá tử thiên sơn rồi, kem chính cô, kem cô này phải đợi con Thí Hiền Linh giúp mới được. Ok, gì bói đã anh em ơi, đường Thí Hiền Linh giúp vậy. Kem chính cô xem một bói này, trời, 3 cái là thấy. Ok, hoàn thành đặc trần nhá. Ui, cái khăn ngọ không có gì hết. Xương cao 15. Đai không có gì. Vũ khí không có gì. Vũ khí bằng sắt 48, shop luôn. Nón shop luôn. Đai lưng shop luôn, nón shop luôn. Đồ. Mớ đồ mà toàn shop luôn em ơi. Toàn rác. Đây nhận cam chính cô đó. Cam chính cô hợp kêu. Đứng góc này đợi nó muốn banh sắt. Nhắm đọc lên nè. Này mà đã thấy hiền giúp mới được. Không có thấy hiền đánh không nổi. Rồi, quốc. Phú đá này hò. Anh em đang xem cho Khải một like nha anh em. Anh em đang xem cho Khải một like nha. Trời ơi, hồi kim đánh lâu vãi. Chưa hiền trần ơi, 3 cái đồ xe không à, 3 đồ tầm trung không à. Được 1 viên thị tinh lấy vốn à. Viên thị tinh được 200 mấy xu. Đây mấy con thứ hai của đường môn thôi, con thứ hai của đường môn.
được ba đồ xe như là độc sát, kháng lôi cao, chứ còn không có VIP, tầm trung trung à. Sao nó không đánh ta? Chạy đâu mày? Hello Đỗ Ngọc Lực nha. Hello Đỗ Ngọc Lực nha. Rồi, mít con boss rồi, đậu xanh. Anh boss không được gì hả? Hay là mít rồi. Đồ nem độc anh trúng rồi, uổng quá. Đan nem độc nó dứt trúng rồi, uổng rồi nè. Rồi qua con khác. Đồng này xong không có quay lại tiếng cúc. Ồ, thì tiếng cúc. Đây. Dương phong giọng nè. Nem độc rồi nãy anh mất tiêu rồi, uổng gơ gốm. Ui da, nghe bao nhiêu rồi, bút rồi. Dương Phong giận nữa, gì tiếng cúc này mày. Nhỏ vãi nồi, đánh gần xong con nem động nó kết thúc mất. Ngừng rồi, kéo ra một bên rồi, nó vẫn ăn đam rồi nè. Và đó hợp kim này là đâm động nó rút gơ quá, đường môn xấy yếu quá mà. Đường môn xấy ở vài trăm điểm, vài trăm đam. Dương Phong giận nè, quất. Dương Phong giật máu đỏ rồi. Quá đông quá. Câu đam cho ông đường môn rồi. Đó. Ok. Về tiếng cúc này mày. Hôm nay về tiếng cúc là có hàng này. Về tiếng cúc là có hàng này. Dương cho tay. Về tiếng cúc bớt ra rồi. Bớt ra rồi. Hồi bói. Nó... như chị ngọc bội, trời ơi tao một vòng đây sẵn đồ có vẻ đen vậy, tổng đồ một vòng thôi. Nhầm tiếng cúc qua này chi. Và cái nước tràn à, chắc con tràn Minh Trung rồi. Con này ra này, con này mới ra này. Đâu? Có luôn. Dương Phong gì Trần Cứu Nhận này. Trần Cứu Nhận này. Trần Cứu Nhận nè.
em cứu nhận. Đâu mà ta chả cứu sát mà cơ vậy. Cứu sát là như thiệt. Ở thứ là mình hiếp anh em. Đậu xanh. À, mua máu nè. Kết thôi anh em, đủ chơi cuộc sống mình kết thôi, chơi với nó anh em. Xuyên máu à. Chơi cuộc sống gơ vậy. Xanh bó sát thủ cuộc sống gơ vậy. Ừ, chứ mấy anh thì lên rảnh. Cỡ thôi, biết sao giờ, người ta thích chơi vậy mà. Mình đánh không chết nó được, tại vì nó thiếu lâm anh em. Nó thiếu lâm, đâu đánh chết được. Xuống dưới. Đập thì được, nhưng mà vấn đề giờ đang mang xếp mình mảnh. Nên là đâu có đam đâu. Đang xếp mình mảnh là không có đam anh em. Cũng dạy cho nhân này, là mất sớm 10 xu thôi. Hôm nay coi như là vừa rồi mít là mất sớm 10 xu. Dạy cho nhân. Mít của nó là mất sớm 10 xu. Hủy thôi. Có máu rồi, tí nữa nó quất thì mình quất thôi anh em. Tí nữa đi pha nó chơi anh em đúng không? Tí nữa thấy nó sành đâu pha nó chơi. Mình đừng mua mà mình kết nhanh mà. Nó kết xong lại mình. Khải ăn xong này nè. Chúng là Khải cũng gần xong rồi. Khải còn 4 con nữa xong mà. Không tới 4 con. Nói chung là nó phá mình này, lần sau mình phá lại. Dạ với nhân. Lâm kéo. Ừ, đồ nhiều ấy. Áo trời mới mua, mới máu anh em. Giờ cho tầm lâm đồ. Áo rác. Ok. Dạ. Yeah. Qua bên phần thượng nam. Thôi không cần thiết nữa mày. Đánh nhanh nhanh. Phá nó phá qua lại phương khắp quá. Áo sốt này. Áo sốt này. Đồ đã làm giảm 20. Đó. Sốt luôn. Còn mấy con nữa đánh nhanh nhanh nè mày. Bên khỏi ăn động này vút mấy con nữa cho xong. Vô vợ biến thành. Vệ biến thành.
còn vài con thôi, như ba con nữa thôi. Đánh cho xong luôn rồi đợi chi đâu. Thôi anh nhanh này. Đây, một cái diện thổ, một hai cái vũ khí. Chắc cũng gần xong rồi. Chắc con này nó xong rồi. Đồ ăn xong con này. Anh sạch sẽ luôn rồi. Đâu? Không còn một con. Chạy lên trường bạch sân nam anh em ơi. Đài. Vũ khí. Ủa tao đánh 10. Nón 25-20. Nón 25-20 đẹp trai. Ok, đầu lại nón này. Nó này nó đẹp trai. Ờ bố xanh vừa chạy qua ở đâu đâu? Đâu thấy ta? Đâu có bố xanh đâu em. Ở từ từ quốc gia cát anh không? Đâu thấy bố xanh đâu? Làm gì có con bố xanh nào anh? Làm gì có? Đâu có bố xanh nào đâu? Nhọn da cát canh hồng nè. Họ nè mày, họ kẹt nhanh nè. À gần chung sổ bá hả? Dớ. Kẹt trước này thôi. À, mình quất lại con lôn đó thôi anh em. Đó, đứng chơi đi. Chơi đi, nãy cừu sát là chơi lại thôi. Cừu sát là chơi lại thôi. Đó. Nãy cừu sát mình trước mà. Cửu sát, đồ sát, đồ sát. Đồ sát, đồ sát nè. Đồ sát nè. Đồ sát nè. Không lông anh vừa thẳng rồi anh em. Đồ sát ở đây. Đồ sát nè. 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 Giết cả xe luôn. Đồ sát nè. Đồ sát nè. Đồ sát nè. Đồ sát nè, đồ sát nè, phát ngáo chưa? Năm cả xe đậu xanh. Ta bây giờ đang mang cái nỏ cùi thôi em, đậu xanh cái nỏ cùi này không đánh được thôi chứ còn. Đó, muốn nữa không? Cứ sát tiếp. Chạy vô đâu? Ừ, muốn đi. Muốn đi. Giết luôn. Chạy vô đâu? Cái cả xe này đi ăn hiếp à? Đậu xanh. Thấy không chơi thì thấy dũng hoài. Đó vừa rồi mình giết cả xe luôn anh em.
đủ sắc, thay màu đủ sắc là như thiệt anh em. Thôi xong boss rồi, chung là xong rồi. Cù sắc mà luôn, cù sắc mà luôn. Giờ mua máu cho tiếp, cố thủ đánh anh em. Nó quýnh mình quýnh lại thôi. Mình đâu quýnh nó làm gì. Số trời ơi, vũ khí được kích nón làm chậm 20. Mua máu hả? Thôi thay nó sát thương cao cao lên quốc nó anh em. Cầm nó hút này anh. Nó hiếp quá. Muốn rương máu mà sợ gì nữa. Đó. Không mang may mắn luôn. Bận đồ bờ cao quốc luôn. May mắn như tầm này. Cố thủ đàn quốc luôn anh em. Nó ghét hơn xui. Dứt luôn. Con này cũng cuối rồi. Mà nó phá mình thì mình chơi thôi. Cố thủ đây, ok. Đủ kéo cả bang luôn, canh canh rồi. Kéo cả bang luôn rồi, quýnh gơ rồi. Đủ, kéo cả bang lên gơ rồi. Từ từ em ơi, nó kéo cả bang rồi. Đứng, đứng, từ từ á. Mình còn một con cuối thôi. Thằng này F9 là mình múc thôi. Rồi này. Nói chung là mình không có lên bờ ca nên là chết cũng chả bao nhiêu nữa. Từ từ ra. Hôm nay nó chiếm được 3 lần là hơi canh một tí anh em, không sao, vui vẻ là chính. Thích phá mình thì mình phá thôi. Ồ, quấn sang boss kéo cả bang luôn rồi ấy. Anh ơi. Anh ơi. Là quốc trước ạ. À. Thằng nào đồ sát lên. À, đồ sát đây. Sát lên. Sát lên. Sát lên tôi dứt ráng chịu. Đó, cầm cái vũ khí VIP đánh 70-80k thôi anh em. Đó, tầm này cứ cầm vũ khí VIP một quốc thôi. Khỏi cần may mắn luôn. Phá chơi khỏi cần may mắn luôn. Khỏi cần may mắn luôn. Phá chơi vậy đó. Đồ sát nè. Đồ sát nè. Đồ sát nè. Đồ sát nè. Cả bang luôn à, canh vậy. Được, 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 được. Không có phi tóc đại lực anh em. Đủ có sấy bằng nó càng nhanh chết nữa anh em. Tóc đại lực như này. Không có cục phi tóc đại lực nào. Được rồi. Dạo và tầm này không anh thua anh em, chắc là có 1 triệu thôi không anh thua. Và dạo có cũng có cái cục đại lực phi tóc rồi. Mà mình không cần anh em. Tầm này thì mua hơi canh nè. Đại lực phi tóc không có à. Hình như là một con cuối thôi, một con cuối thôi. Nói chung vẫn giết được vài ạc anh em, mình có chết nhưng mà mình giết được vài ạc anh em. Mình đâu có ngại. Mình chết mình giết được vài ạc mà. Lên tiếp. Còn nó có anh không? Sợ gì mà không đánh. Sợ gì mà không đánh. Rồi anh boss rồi. Sợ gì mà không đánh anh em. Mất boss rồi. Mày sát đây. Cừu sát. Cừu sát. Cừu sát thiếu lầm ghế. Thiếu lầm ghế. Dù đồ giết tao mà mày. Xấy vài cái đi lên bàn thờ rồi anh em. Xấy thiếu lầm nó vài cái chết rồi. Đâu xanh. Thằng nào đồ sát. Đồ sát đi. Đồ sát lên. Đồ sát lên.
đồ sát. Ây da, à, đàm tò ấy. À, thí nghiệm đàm tò quá nè em ơi. Thôi đều nó dạo dạo coi thì nó làm gì nữa. Nói chung là còn một con boss thôi em. Ok em vứt múc con vạn hồ tinh này nữa nè em ơi. Như con này con cuối rồi. Nãy giờ đi dạo dạo đánh nhau vô quá. Chúng là người quen cả thôi. Mà thích đồ sát mình thì mình cho đồ sát thôi. Mình cứ ghép ghép mà mình đấm thôi nè. Cũng chết vài lần mà cũng giết được cũng vài ạ. Rồi, giết con cuối. Nhiệt độ. Ra từ từ à. Áo nè. Đường ngựa giáp nè. Rồi, chắc hết đó, hết boss rồi. Dạ. Yeah. À, từ từ giảm phần con không? Nếu mà còn thì quốc tiếp. Khải nghĩ là hết rồi. Còn một con em ơi. Rồi ok. Bỏ cái đống đồ này lên quốc. Không có gì. Ba chiếc sơn. Đây, xong hết boss rồi, Khải tổng boss thử được cái gì, Khải báo anh em xem nha. Như con này nữa xong rồi. Ok, hết boss. Ôi, đậu xanh, nhầm đường em động nhạc rồi. Giao dịch rồi. Được hai cái vũ khí, một áo rồi. Trời ơi, độc sát 11. Ô, toàn rác. Toàn rác này mới. Bị nó đồ sát hết may mắn rồi, nên là toàn rác này. Rồi được rồi, Khải tổng boss cho anh em xem. Chung là cũng không được gì. Cũng được vài món gọi là CC thôi chứ cũng không có gì là VIP. Đây, nói chung là tốn hết một kim. Tốn hết một kim mà Khải được lại một cục thủy tinh này, 250 xu. Còn lỗ 750 xu. Và cái ngọc bội này, rồi mấy cái ngọc bội này 50 vạn này. Dây chuyền này cũng tầm 50 vạn, vũ khí này cũng tầm 100 vạn. Bao tay này chắc cũng được. Bao tay này sinh lực lực cao. Mà sinh lực thấp á, số 7 mà được nội lực. Cái này chắc cũng được 50 vạn, 60 vạn gì đó. Nón khăn lôi. Trong này cũng tầm 50 vạn phôi. Đa số 50 vạn không biết ai mua hay không. Ngồi được bán một hơi lâu thôi. Ok. Chung là clip này Khải sẽ tạm dừng từ đây. Khải sẽ up lên trên kênh nha anh em. Anh em nào chưa xem thì có thể xem nha. Còn anh em nào xem rồi thì có thể nhấn nút đăng ký, có thể nhấn nút like chia sẻ ủng hộ video Sandbox này dùm Khải nha. Đó, Khải nói chung là tốn một kim thì thu lại được mớ đồ này. Đây.
và tay kim sử dụng lực cao, nỗ lực 121 cho thiên nhẫn cái bang. Giờ chiến thắng lôi là cho xe vài chục vạn, hai ba chục vạn. Nón khăn bang 25 sử dụng lực đài 120 mình mấy chục vạn, hai ba chục vạn. Đào độc sát nón khăn lôi, chúng là được kháng gọn đao này vứt đi, đao này không ai xài. 530 đó, tầng đồ không tầm bậy bạ thôi, không được gì viết, chung là lỗ nè mày, lỗ sắp mạch.